Được ra mắt vào năm 1978, cái phiên bản đầu tiên của chai nước hoa mình đang cầm ở trên tay đây có thể nói rằng nó có tuổi đời bằng với tuổi của bố mẹ của chúng ta. Và mình chắc chắn một điều rằng nếu như những bạn nữ nào mới tiếp cận nước hoa, đặc biệt là ở độ tuổi đôi mươi, các bạn thích một cái mùi lưu tốt và tỏa nhẹ nhàng, thì chắc chắn các bạn sẽ phải mê mệt về mùi hương này. Và nó có tên đó chính là Mer Emus của nhà Latizan. Mình sẽ zoom sang cái cam này để các bạn đã nhìn với một cái tem màu tím. Và hãy cùng xem tại sao mình lại chia sẻ về mùi hương này, cũng như là có những cái điều gì hay ho về cái mùi hương khi mà được dịch ra tiếng Anh nó có tên là dâu đen và xạ hương này nhá. Merge Emerge của nhà Latizan thì nó là một sản phẩm có thể nói rằng là iconic của nhà Latizan. Nhà Latizan thì là một trong những thương hiệu được thành lập vào những năm 1976. Và ở cái những năm 1970X đó thì đây là một cái thương hiệu nước hoa được rất nhiều người ưa thích và tin dùng, đặc biệt là những người sành sỏi yêu thích những cái mùi hương mang tính niche và indie. Thời điểm đó thì những cái sản phẩm này thì nó vẫn khá là khó kiếm ở trên thị trường. Và cái mùi hương Merge Emerge mà mình đang cầm trên tay đó là phiên bản Extreme. Nhưng cái phiên bản đầu tiên của nó được ra mắt vào năm 1976. Và người đứng sau mùi hương này đó là Jean Laporte. Và cái mùi hương này thì ông được lấy cảm hứng từ cái hình ảnh đó là mùi của những quả mọng cũng như là dâu đen kết hợp cùng với cái nét của xạ hương. Và khi mà ông làm ra mùi hương này thì ông có tham khảo một perfumer trẻ thời đó. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì perfumer này là một trong những master perfumer, đó là Jean-Claude Elena. Và Jean-Claude Elena thì chắc là tôi nghĩ là cũng là người đứng sau tư vấn những cái phiên bản flanker của cái mùi hương Emerge này. Và cái phiên bản trên tay thì nó cũng ra mắt vào năm 1993 bởi Karin, thì tên đầy đủ của cô mình cũng sẽ để ở phía dưới để cho các bạn cùng biết. Có nghĩa là trên tay mình thì là một cái phiên bản flanker rồi. Và trước đó thì cũng có khá là nhiều những cái phiên bản khác như là Emerge, phiên bản Cologne, rồi những cái phiên bản Limited, thì cái này các bạn có thể tìm kiếm thêm ở trên mạng. Ngoài sản phẩm Emerge của Latizan ra thì nhà nước hoa này còn có 3 bộ sưu tập và cũng có rất nhiều những cái mùi hương khác. Thì cũng có nhiều perfumer ngoài Jean Laporte, ngoài Karin thì còn có những perfumer như là Daphne Bouguer, đều là những perfumer rất tên tuổi. Và cái nhà nước hoa này thì ở trên thế giới nó cũng là một cái nhà có xu hướng niche, nhưng mà trước đó thì ở Việt Nam mọi người ít biết tới thương hiệu này, nhưng mà nếu như ai chơi thì chắc chắn đều biết tới em nó. Và nó cũng đã có một cái sự thay đổi về phần ngoại hình rồi. Chai mình cầm trên tay ở đây, đây là một chai Limited. Nó đã thay đổi về packaging rồi và nó đã chuyển thành một cái chai màu đen hơi sẫm sẫm, nhưng mà trong với những cái nắp đen trông nó sẽ khác hơn. Ngoài ra nó còn một cái phân khúc cao cấp hơn với cái line hình con ong rất là rõ rệt. Cái này, cái line này thì như là nó có tên là La Botanique. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi đến phần mùi hương. Thì trước mắt phải nói với các bạn rằng cái tên tiếng Pháp Merge Emerge này, thực ra tôi đọc cũng không đúng lắm đâu, tại vì nó cũng có một vài cái nó hơi khác về tiếng Pháp vì chữ R đọc khá khó. Thì chai nước hoa này dịch ra tiếng Anh như vậy mình nói đó là dâu đen cùng với xạ hương. Và nếu như các bạn chưa biết thì toàn bộ những cái nguyên liệu từ quả mọng, dâu nó không chiết xuất được từ tự nhiên mà phải sử dụng những nguyên liệu nhân tạo. Và đây là một trong những chai nước hoa sử dụng nguyên liệu nhân tạo kết hợp cùng với xạ hương, tóm lại là gần như là nhân tạo hết. Nhưng các bạn ngửi thấy nó sẽ rất là chân thật và dễ hình dung. Mùi hương này thì khi mà các bạn xịt ra, các bạn sẽ nhận thấy như kiểu là những chiếc lá của những quả dâu, những chiếc lá mà kiểu hình tam giác, xong rồi nó có những cái vân, những cái gai hơi sần sần nổi lên. Và khi mà các bạn sờ vào, các bạn sẽ thấy là nó sẽ gai gai ở tay. Và khi mà các bạn ăn, hoặc là các bạn ăn những cái lá mà hay ăn thì kiểu bún chả, nó cũng có cái lá hình như vậy, thì các bạn nhận thấy cái nét xanh xanh cùng với cái nét kiểu hơi rộp rộp tươi tươi rất là rõ rệt của mùi hương này. Và phải nói một điều rằng nếu như các bạn chỉ ngửi ở trên đầu vòi và các bạn cảm nhận ở phần top note thì nó rất khác nhau, và khi dry down nó cũng là một mùi hương khác luôn.
đó. Và ngoài cái nét xanh rất tươi đó ra của những cái loại lá cây của những quả mọng đỏ, thì các bạn cũng sẽ nhận thấy cái mùi hương này nó có một cái bay mùi hơi phấn nhẹ, làm cho cái mùi hương có một sự mềm mại và nữ tính, và cũng như giữ được một cái nét cổ điển, đặc biệt là nó xuyên suốt ở những cái chai nước hoa ở những cái thời điểm ra mắt vào những năm 1970 hoặc là 80 đến 90, rất rõ rệt. Và mùi hương này khi chạm ra khoảng tầm nửa tiếng cho đến một tiếng, các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi ngọt lên. Mùi ngọt ở đây nó không phải là cái hướng làm trái cây kiểu chín, kiểu hơi kiểu buji rượu, mà cái nét ngọt ở đây nó được kết hợp rất hài hòa. Nếu như là người Việt thì chúng ta chắc chắn cũng đã uống cái nước dâu tằm rồi đúng không? Đó, thì cái mùi ở chai nước hoa này nó như kiểu là những cái nước dâu, những cái siro dâu tằm vậy, và nó sẽ quét lên da của các bạn. Nó kết hợp cùng với cái nét phấn ban đầu, nó tạo nên một cái mùi hương trái cây quả mọng đỏ cực kỳ dễ thương, rất là yêu. Và nếu như bạn là một người thích những cái con như kiểu Burberry phiên bản Forher, hay là những cái bay mùi trái cây mà nhẹ nhàng khác, thì mình đảm bảo các bạn rằng các bạn sẽ cực kỳ thích phiên bản Latizang này. Ở trên size này của mình thì nó còn có một cái chữ ký trong như thế này, và mãi tôi thích cái thiết kế này hơn. Đó, và ở trên da thì cái mùi hương này càng ngày nó càng về sau nó sẽ giữ được cái nét ngọt và bật lên rất rõ rệt. Và cuối cùng khi mà dry down thì nó cũng sẽ trở thành một cái bay mùi sạch, nó như kiểu là chúng ta đang sử dụng những cái loại sữa tắm, nhưng mà cái hương vị là vị dâu vậy, rất là cute, rất là đáng yêu và trẻ trung và có nét hơi cổ điển. Và các bạn có nhớ lúc đầu mình nói rằng mùi hương này nó sẽ cực kỳ hợp với những bạn nữ đôi mươi, đặc biệt là những người mới dùng nước hoa. Tại sao lại là như vậy? Thì cái mùi hương này nó có một cái điểm cực kỳ hay ho mà mình cũng rất thích, và mình cũng đang tính cho vào list nước hoa mùa đông năm nay. Sẽ dành cho một cái tệp phân khúc người dùng có phần hơi nhạy cảm với phần mùi hương, đó là cái độ tỏa của em nó gần như rằng từ ngay ban đầu khi bạn xịt ra nó đã tỏa rất nhẹ, và mùi hương này nó cứ lưu bền bỉ ở trên da. Các bạn chắc chắn một điều rằng phải đưa tay lên thì mới ngửi thấy mùi hương của em nó, chứ nó không thể nào tự tỏa được, và dù các bạn có xịt nhiều hơn thì nó cũng chỉ gia tăng một xíu thôi. Thế nên là mùi hương này nó sẽ làm một cái bay mùi khá là kín tiếng, nó làm theo hướng kín đáo và dành cho những bạn nữ kiểu không muốn thể hiện, không muốn phô những cái mùi hương của bản thân ra, hoặc là ở trong một cái môi trường mà chúng ta không có quá nhiều người dùng nước hoa, thì cái việc mà các bạn muốn mặc mùi hương vừa thể hiện được cái sự dễ thương, đáng yêu, cá tính, hơi bánh bèo nhẹ, nhưng mà ở mức độ vừa phải ở trong một cái môi trường ít người dùng, thì đây là một trong những lựa chọn cực kỳ ok. Và cái mùi hương này nó lưu trên da mình rất tốt luôn. Mình đã cho những người bạn thân của mình, đợt vừa rồi nó vừa ra Hà Nội, thì nó chia sẻ với mình rằng tôi thấy mùi hương này cũng rất là ok, nhưng mà tôi thấy nó tỏa nhẹ quá. Nhưng mà nó lưu ở trên da đâu đó khoảng tầm 7 đến 8 giờ. Và ở trên da mình là một da nam mà nó lên cái nét ngọt cực kỳ là mê. Và mình nghĩ rằng tự nhiên mình yêu cái cánh tay của mình một cách dã man. Và nếu như bạn hỏi cái phần phong cách của mùi hương này như thế nào, thì tôi nghĩ rằng nếu như bạn có cái xu hướng là mặc những cái chiếc quần vải rộng, xong rồi các bạn đi những đôi giày sneaker, và các bạn khoác ở trên mình những cái áo polo, hoặc là những cái áo ngoài, đó là những cái áo măng tô mỏng, hoặc là những cái blazer, thì đấy sẽ là những cái hơi hướng mà nó sẽ phù hợp với cái mùi hương này. Đó, và đặc biệt là nó sẽ lựa chọn những tông màu rất basic, không có logo, không có nhãn hiệu của các brand gì cả, mà chỉ đơn giản là kiểu hơi, nó hơi hướng kiểu quiet luxury và cứ hơi kiểu bánh bèo nhẹ nhàng một tí. Và độ tuổi này thì đâu đó tầm 20 là các bạn hoàn toàn có thể mặc được, 20 cho đến 25. Và chắc chắn nếu như bạn là một người mà thích những cái mùi bám tỏa tốt thì đây không phải là một lựa chọn. Nhưng nếu như bạn thích một cái mùi có cái hơi hướng ngọt, trái cây, sạch sẽ, thì đây là một cái mùi mà mình nghĩ bạn sẽ mê. Nếu như bạn thích cái kiểu A13 nhưng mà tỏa nhẹ nhàng hơn, nhưng mà có bay hơi hướng ngọt nhẹ hơn, thì đây là một con rất là ổn. Và giá đâu hành đâu đó là tầm, chắc là tầm hơn 2 củ thôi cho chai 100ml phiên bản mới. Và cái phiên bản mới cũng như là một vài cái phiên bản flanker khác của chai nước hoa này, như là Cologne, như là phiên bản gốc, thì nó cũng không quá là khác biệt. Tóm lại là càng những cái phiên bản đậm đặc hơn về nồng độ tinh dầu thì nó sẽ phù hợp với mùa đông hơn. Thì đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là mình sẽ recommend cho các bạn nữ có cái hơi hướng là sử dụng những cái mùi nhẹ nhàng, ngọt nhưng mà không đụng hàng ở trên thị trường. Latizang Mermaid. Tin tin.
yêu kinh. Xôi, vòi cũng ngon luôn. Và nếu thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.